chương trình radio Gửi Người Tôi Thương. Suy cho cùng, kiếp người hay cuộc tu chỉ là những lần ghé lại đâu đó. Nói ở nghĩa nào thì người ta không ai có thể chung thân với một thứ gì miên viễn. Mình không bỏ nó thì nó cũng xa mình. Ta có thể mất nó vì nhàm chán hay không còn cơ hội để nắm víu. Và cái mà ta yêu nhất cũng có nhiều kiểu bỏ ta ở lại mà đi. Hồi xưa, bắt chước theo kinh mà nói thì cái gì cũng là bè cỏ qua sông. Giờ có thêm tí tuổi, nhiều lúc nằm ngẫm nghĩ một mình, thấy câu nói ví von đó hay quá chừng hay đáo để. Kinh chép, ngày xưa có ông đạo sĩ Sumedho thừa sức chứng quả là hắn, nhưng ông không can tâm giải thoát gọn nhẹ, lặng lẽ và an nhàn như thế. Ông chỉ muốn thành một vị đại giác y hệt Thế Tôn Nhiên Đăng để mà gồng gánh thiên hạ. Phật nhìn kỹ căn cơ của ông không phải lợi soàng, bèn ừ cho một tiếng. Ông vui quá trở thành bất thối Bồ Tát, đời đời tùy chung với đại nguyện của mình. Kinh nói, Thế Tôn Cổ Đàm chính là kiếp cuối cùng của ông đạo sĩ Sumedha ngày trước. Khổ tu chừng đó thời gian, thành Phật rồi cũng chỉ sống thêm 45 năm thì bỏ đời mà đi. Trước sau thọ lượng chỉ vừa vặn 80 năm ngắn ngủi. Với Ngài, vậy cũng là quá nhiều, bởi nào ai biết, Ngài từng có ý viên tịch từ năm 35 tuổi, ngay sau khi thành Phật. Những người nặng tình với Đức Phật thì thời gian 80 năm đó chẳng bó bèn gì. Đến ngày Ananda thấy Phật đi quá sớm, tôn giả đã khóc thầy bằng nước mắt của một bậc thánh. Thôi thì gì cũng một áo phủ vân, khác nhau chăng là mây lành ngũ sắc hay mây xám báo dông. Khoảng 3 tháng sau ngày Phật tịch, hiểu ra chuyện đó, tôn giả Ananda không buồn nữa, rồi thì đến phiên Ngài cũng theo Phật mà đi. Đó là câu chuyện của Thánh Hiền, còn với phàm tâm thì sao chứ? Lại cũng vẫn là chuyện được rồi mất. Mất có hai cách, một là không muốn giữ nữa nên buông, hai là bàn tay quá yếu không đủ sức nắm níu nên đành để vụt mất. Cái quan trọng là người ta có thấy được cái nguyên tắc khốc liệt của cuộc đời là anh phải lần lượt bỏ lại hết để mà đi tới hay không. Thằng bé phải buông hết những món đồ chơi của trẻ con để trở thành người lớn. Đó cũng là một hành trình trong cuộc đời. Rồi thì tầm nhìn của thiên hạ phải tiếp tục đổi khác để có thể yêu lấy những người không phải thân thuộc huyết thống. Yêu được một người dưng nào đó thì các cô cậu bắt đầu trưởng thành. Giai đoạn này lại cũng chỉ là một chặng đường phải vượt qua, rồi sẽ có một ngày yêu hay không chẳng còn là chuyện đáng nói nữa. Vấn đề lúc này chỉ đơn giản là có cần thiết hay không mà thôi. Bước tới được giai đoạn này, hầu hết đều là những người đã hai màu tóc. Đó là chuyện đời, chuyện đầu ngẫm nghĩ thì cũng đâu gì khác. Giai đoạn tu chứng nào cũng chỉ là một trạm dừng qua đêm, mai sáng phải tiếp tục đi về phía trước, lên trên cao. Ai nghỉ chân lâu quá, coi chừng cuộc đi đang nảy sinh vấn đề. Đã gọi là con đường thì lúc nào cũng chỉ để đi, không phải để ở. Muốn lên đỉnh núi phải biết rời khỏi chân núi. Mọi thành tựu trên đường hành đạo đều chỉ là những lữ quán, những bến đò, những sân ga phi cảng. Có những cuộc lên đường chất đầy những kỷ niệm như xe bò chở đá. Có những cuộc lên đường nhẹ nhàng như mây trắng đầu non. Hành giả trên đường tu phải là kẻ hành nhân một đời làm những cuộc dã biệt. Nói thiệt, con đường nào cũng có những trở ngại, nhưng ai dám bảo mình chưa từng lưu luyến một nơi chốn nào đó trên những dặm trường đã một lần ghé qua. Rồi thì nói một cách đau lòng nhưng không thể khác hơn là ai cũng phải cắn răng mà băng mình đi về phía trước, hướng tới những chiều cao mà mình chưa đến được. Nguyên tắc thì nghe đơn giản vậy, nhưng thực tế không một hành giả nào đến đích mà chân không rướm máu, chưa kể một trái tim rách bươm với những gai cỏ tàn độc trên đường. Không bỏ được cái thích, người ta làm sao có được những thứ cần. Tôi được em,
có nghĩa là tôi phải mất bản thân tôi. Càng sống nhiều với những ràng buộc, tôi càng đánh mất những cơ hội tự do. Chợt nhớ có một câu danh ngôn dành cho mấy người mê mua sắm. Khi anh mất tiền cho một thứ vô ích nào đó, có nghĩa là anh cũng đang làm mất số tiền để mua một món cần thiết nào đó. Tiền bạc thì trên đời có nhiều người thừa sức hoang phí, nhưng tuổi đời thì không bao giờ được vậy. Ai cũng chỉ có nhiều lắm là trăm năm cho một kiếp người, còn ăn hết nhịn. Vậy mà trớ trêu thay, thời gian lại là thứ bị người ta tiêu hoang nhất. Những dặm đường ngát hương hoa cỏ, những không gian mây trắng trời xanh, những tuyết trắng nắng vàng, rồi thì áo hồng áo lục, trung tình hay phổ bạc, thề non hẹn biển gì rồi cũng một cuộc biển dâu. Gì cũng phải bỏ lại hết để mà đi, đi về đâu mới được chứ? Ừ thì một cõi phù vân. Tác giả: Sư Toại Khanh. Lời nói có thể xây dựng, kết nối và cũng có thể hủy diệt. Lời nói bao gồm văn nói và văn viết. Những dòng comment trên TikTok, trên Facebook, YouTube, v.v. cũng là lời nói. Cũng một lời nói mà nó có thể mang lại niềm vui cho người khác một ngày, hoặc ngược lại làm cho họ bực tức nhiều ngày. Cũng một lời nói mà nó có thể thay đổi cả cuộc đời của một người. Cũng một lời nói mà có khi nó gây ra bao nhiêu tang thương và mất mát. Vợ chồng chia tay nhau, gia đình tan nát, anh em, hàng xóm chém giết nhau cũng chỉ vì một lời nói. Ngoài đường chỉ va chạm xe với nhau một chút mà hai người đánh nhau, giết nhau cũng vì một lời nói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, trước khi mình nói cần suy nghĩ và xem xét. Một, lời nói đó có đúng sự thật hay không? 2. Lời nói đó có cần thiết hay không? 3. Lời nói đó có tốt hay không? 1. Lời nói đúng sự thật. Đúng sự thật nghĩa là không nói dối, không nói thêm, nói bớt, không nói sai bản chất của sự việc mình nghe, mình thấy. Lời nói cần thiết. Cần thiết cho người nói và cần thiết cho người nghe. Cần thiết nghĩa là lời nói đó nó phải mang lại lợi ích cho mình và cho người nghe. Còn nếu nó không đem lại lợi ích gì cho ai thì nó không cần thiết. Lời nói không cần thiết đôi khi không tốt cũng không xấu, nó trung lập nhưng nó thường là thừa thãi. Lời nói tốt. Lời nói không làm ai ghen ghét, không làm ai oán hận, không làm ai đau khổ là lời nói trung lập, không tốt cũng không xấu. Lời nói làm cho người khác tốt hơn, vui hơn, hiểu biết nhiều hơn, an lành hơn là lời nói tốt. Những lời này thường là lời khuyên, an ủi, chia sẻ, động viên hay dạy bảo. Lời nói xuất phát từ suy nghĩ tốt, lời nói sẽ tốt. Lời nói tốt thì hành động sẽ tốt. Hành động hàng ngày hình thành nên thói quen. Thói quen quyết định nhân cách của một con người. Gốc rễ của lời nói tốt hay xấu là do tư duy, suy nghĩ của mình. Mình nói theo thói quen, không kịp suy nghĩ, không đủ thời gian xem xét. Mỗi ngày mình cần dành chút thời gian để tập cho tâm mình được tĩnh lặng và chiêm nghiệm lại những gì mình đã nói. Trước khi nói, hãy tập hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm rồi hãy nói. Nó làm bạn nói chậm lại vài giây, nhưng có khi sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được hàng tháng, hàng năm từ việc sửa lỗi lầm của một lời nói xấu. Tác giả: Tôn Ni Tình.
con người như cái máy tính, muốn có tiền phải làm, muốn làm phải có sức khỏe. Để làm hiệu quả, sức khỏe phải bền. Sức khỏe càng tốt, càng bền thì khả năng làm ra nhiều tiền càng cao. Cơ thể cũng như phần cứng của máy tính. Để làm hiệu quả hơn, làm ít mà được nhiều thì ngoài sức khỏe cơ thể, bạn cần phải thêm sức khỏe tinh thần. Đây là phần mềm chạy trong máy tính. Tinh thần khỏe khoắn, thoải mái, ít lo âu, ít bực bội, ít căng thẳng thì đầu óc mới sáng suốt. Đầu óc sáng suốt thì làm hiệu quả gấp nhiều lần hơn so với người chỉ có sức khỏe thể chất. Tinh thần khỏe khoắn cũng giống như máy tính không có virus. Sức khỏe cơ thể tốt, tinh thần thoải mái là đủ để sống tốt. Dừng ở đây cũng được, tùy mình. Nhưng muốn lên cấp nữa thì phải nâng cấp tri thức của mình, giống như nâng cấp máy tính vậy. Cái máy cũ nó chỉ chạy đến đó. Muốn nâng level thì phải nâng cấp bộ xử lý trung tâm, nâng bộ nhớ. Tương tự, mình muốn làm tốt hơn nữa, từ làm nhân viên lên làm sếp, từ làm thuê lên làm chủ, thì phải nâng cấp sự hiểu biết của mình qua sách vở, kinh nghiệm từ người khác, từ chiêm nghiệm của bản thân, vân vân. Máy tính đến lúc nó sẽ hỏng, không thể sửa hay nâng cấp nữa. Con người đến lúc cũng sẽ chết. Bảo dưỡng máy tốt thì nó vận hành lâu hơn chút. Nếu nâng cấp sức khỏe cơ thể và sức khỏe tinh thần đều đặn thì sẽ sống lâu hơn một chút. Máy tính khi được nâng cấp bộ xử lý vận hành bên trong thì nó chạy rất nhẹ nhàng và rất mượt. Người đã nâng cấp sự hiểu biết, nâng cấp trí tuệ thì thấy mọi thứ trong cuộc đời này rất nhẹ nhàng. Gom lại là có 3 thứ chúng ta cần bảo dưỡng và nâng cấp đều đặn: sức khỏe, phần cứng của máy tính; tinh thần, phần mềm của máy tính; tri thức, trí tuệ, bộ xử lý. 3 cái này mà ổn thì kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ. Ngược lại, 3 cái này không ổn thì kiếm tiền là chuyện rất khó khăn. Tác giả Tôn Ni Tình. Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh để nhận thông báo clip mới, like và chia sẻ để bài được lan tỏa trên cộng đồng. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.